từng lục gì hết nè. Cái này nó cứ nó nói lột ra nước nữa chứ. Ừ, sao vậy? Hai con là ban chịu. Mấy cái tay mà ủa mà không lột thì nó nằm đâu à, đi nó chết hẳn hay sao? Không lột nó chạy không được. À bị con khác thức ăn hả? Con bạn tôi giống mày, mày lột da con dông mày nướng mày y chang luôn á. Này xây bể tá phù đồ rồi nè. Bò phía này này, bò phía này nè. Bò được không? Đâu bò đâu đó ha. Chưa, từ từ. Đang lại. Bữa giờ già nãy giống gì vậy, gì rắn cũng vậy ha. À. Nó lột nó nằm không á. Nó mới ơi mình ăn được nãy thấy không? Bạn trứng nữa chứ. Đang có bầu hả? Trứng rồi. Không. À. Đó là trứng của nó hả? Ừ. Ủa, đã có trứng mà sao lột da ta? Thì tới ngày nó lột rồi chứ. Ôi, mày lật ngược lại để cho nó chết sao? Ai biết đứng ổ không chứ. Tới ngày lột da ta canh chứ. Nghe đàn bà có chuyện á, tới ngày có chuyện thì ta né ra chứ. Ta chọt cái đó rồi, xin lỗi. Nó không bò luôn mày, chờ khi nào nó bò dừng lại mà không được. Hồi nãy mày để vô cái kiến á, cái nó sợ nó chạy đi hay gì á. Thôi bỏ dưới đất, bỏ ở đây đi, cho mày bỏ cao nó rớt xuống á. Kiếm rồi. Đây nè. Đó, cứu nửa đường ra, cứu nửa đường từ từ nha. Tự nó đi hả? Có khi nào để đây con gì nó ăn mày? Đi đi đi, đi đi mày. Có cái gì? Bò cắn cái lột da không? Ừ. Đi sang đâu thì cho cắn cái nó ăn. Là nó không đi được á. Bao khi tới khi răng được lột da cái bà cắn cái dẫn được tình rồi cắn đó chết. Là nó tình đó tình giết răng cái chết đó. Là con kia nó không biết nó trả thù. Bao nghe tin tên cửa như vậy giờ tới là răng nó nghe cho tên Dương Ngọc á.